Chào mọi người nha. Nam lên con máy cắt cỏ xin đây qua nha mọi người. Xin đây qua. Đó. 3021 ha. 21cc nha mọi người. Đời số 3 ha, đời thứ 3 của nó. Đó. Kẹp đầy đủ nè, lăn êm nha mọi người. Máy nè, nước máy là nó phơi nắng nè, phơi nắng bị bể miếng trên nha, nó có hai lớp áo luôn nha. Đó. Không ảnh hưởng tới máy nha mọi người. Này nè, bình xăng trắng tươi nè. Tâm là tâm nhôm nha. Đó, tâm nhôm nha mọi người. Ở ngoài là nó một lớp nhựa thôi mà tâm nhôm nè, phía dưới này rất là đẹp nè. Made in Japan ha. Đó, 3021. Đây ga bóp nè. Tay lái xách nè, rất gọn nhẹ luôn. Con này mọi người về các gia đình là ok nha mọi người. Đó, bình xăng trắng tươi nè, rin theo máy nè. Đó, giữ bơm nè. Hơi nè. Xin đây qua đời mới nha mọi người. Đó, tiết kiệm xăng gọn nhẹ ha. Mấy con này chạy rất là ok luôn. Đó, lên ga xuống ga nè. Tay ga bóp nè. Bít tông còn văng ngang nha mọi người. Đó, xấu xấu chứ rất là đẹp luôn. Rất là nhạy nổ ha. Sáng mọi người bơm xăng đây. Bật e lên, giật chạy. Đó, nhớ bật tắt ha. Đó. Này ga hai chế độ nha mọi người. Mình không thích mình cột đây, mình lên ga xuống ga đây ha. Còn xài ga bóp thì để xe hết về đây rồi bóp ha. Có dây đeo ha. Thằng cho mọi người bắt cước nha. Bắt cước. Rồi tiếp mở bugi lục giác 4 và con dâu cắt luôn nha. Giá con này hôm nay là em xả là 1.1 triệu nha. Bao ship luôn nha mọi người. Tới nơi kiểm tra máy ok thanh toán tiền ha. Shipper nha. Đó. Này, test nổ nha. Bơm xăng nha mọi người. Đó. Bật e lên nè, giật nè. Rồi bật xuống nha, cho nó giống như khúc đầu mình vậy, mình ém hơi lại cho nó hút xăng vô á, cho nhanh vô bít tông á, sau mình nhả xuống vậy ha, là mở ra cho nó thông thoáng nha mọi người. Đó, rồi giật lại. Bây giờ còn trắng tươi nha mọi người. Rồi 1.1 triệu ha. Đó, đầy đủ phụ kiện nha mọi người nha. Bao ship luôn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha. Số điện thoại 0936769791 có Zalo. Đó. Bắt cước ha. Rồi dao cắt nha mọi người. Tích mã bugi ha, lục giác 4 nha. Đó, đầy đủ cho mọi người ha. Lăn êm nè. Về mọi người cắt mạnh lắm nha. Con này cắt vòng vòng nhà mạnh lắm. Dưới 5 công là ok nha.